Rồi, mình xin chào tất cả các anh em. Cảm ơn các anh em trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Thì hôm nay mình không có lên video bán hàng á, mình sẽ review cho anh em xem một cây dao Nhật mới full hộp. Thì cây này nó hoàn thiện khá là cao cấp anh em ha. Nó là hoàn thiện Honjaki. Đây. Một cây Yanagi 3 lưỡi 30 cm. Anh em nhìn kỹ ở giữa nó sẽ có một cái đường gợn sóng ha. Đây là kỹ thuật rèn Honjaki, kỹ thuật rèn kiếm Nhật Katana. Đặc điểm của Honjaki là nó sử dụng một lớp thép nha anh em. Thì người ta sẽ đắp một cái lớp bùn đất sét đặc biệt lên đây để hoàn thiện cái đường gợn sóng này. Thì những cây dao bếp hoàn thiện mức độ cao vậy á thì nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Nó được cả về độ cứng lẫn độ đàn hồi ha, giống như katana vậy đó. Thì nhiều anh em nhầm lẫn cái đường Honjaki này với cái đường thép ghép á. Có một số cây dao thì nó cũng có đường gợn sóng như này nhưng mà nó sử dụng hai lớp thép ghép lại với nhau. Thì dòng đó anh em gọi là Honkasumi nha. Rồi đặc biệt Honjaki là nó sẽ sử dụng một loại thép thôi. Đó. Những cây dao mà hoàn thiện Honjaki ở bên Nhật á, thì giá nó khá là cao anh em ha. Như cây này hiện tại thì giá nó tầm khoảng 20 triệu nha. Có nhiều cây thì giá nó dao động từ 20 đến 30 hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Đó, cây này thì hoàn thiện cán bát giác khâu sừng. Chữ trên mặt dao này thì mình thấy nó là đến từ làng rèn Sakai ha. Đó. Mới full hộp nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Thì khi nào mình có dao mới về nữa thì mình sẽ review và chia sẻ thêm cho anh em ha. Thì mình trong giới hạn kiến thức cá nhân của mình thôi. Cho nên video có sai sót gì thì có gì anh em thông cảm. Rồi, cảm ơn anh em.